rất là ok nha. Hello cả nhà, đến với Lo Kế Tâm Việt. Thì hôm nay thì mình có đi một đơn cho một các anh ở Biên Hòa này cả nhà. Với em loa là Nanomax K180 ở tầm giá 6 triệu. Thì anh này thì ảnh hơi đặc biệt chút xíu là ảnh thằng nó theo dõi bên mình rất là lâu rồi cả nhà. Anh theo dõi chắc cỡ 2 năm trước rồi đó. Thì bây giờ anh mới mua bên mình nha. Thì ảnh ở Biên Hòa, Đồng Nai. Tuy nhiên thì ảnh làm ở trên thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà. Anh làm ở trên thành phố Hồ Chí Minh đó thì ảnh có dịp ảnh về quê, cho nên ảnh theo dõi bên mình đó thì anh thấy con loa này rất là phù hợp với nhu cầu của ảnh, cho nên ảnh liên hệ bên mình và mua nó nha. Thì nhân dịp đó là hôm nay thì ảnh đi về quê, cho nên ảnh muốn bên mình ship con loa này tới chỗ làm của ảnh và ảnh chở trực tiếp xe máy của mình đi về quê luôn cả nhà. Thì em loa này nó có model là Nanomax K180. Nói chung nhà của ảnh thì rất là rộng, ảnh muốn chơi ngoài trời, cho nên ảnh chọn con loa này là rất phù hợp trong những cái nhà. Nói chung ảnh tìm hiểu con loa này rất là kỹ rồi ảnh mới chọn. Thì nếu mà anh chị có nhu cầu mà sử dụng một em loa ở ngoài trời tầm giá 6 triệu và công suất rất là khủng nhất trong tầm giá luôn cái nhà, nói chung là công suất của nó là anh chị nghe phân là cũng ngỡ ngàng luôn á, thì có thể tham khảo ngay em loa này nha, rất là kinh khủng cả nhà. Vì anh này anh chở loa về mà trong mấy ngày gần đây nghe cả nhà thì mưa gió rất là nhiều, cho nên mình sẽ đóng rất là kỹ, giống như là đóng như một em loa mà đi bu cục cả nhà, xốp bên trong rồi bên ngoài quấn bìa e 2-3 lớp rất là kỹ luôn, ốp góc các thứ để cho anh về có thể yên tâm nhất nha. Nếu mà lỡ gặp trời mưa thì nó không bị ướt bị gì. Thì em loa này thì em ship tới tặng chỗ cho khách thì anh mới đưa tiền đó cho bên mình nha. Những vị khách mà bình thường mà ở tỉnh thì bên người ta sẽ cọc cho bên em một khoản rồi em mới ship cho người ta. Tuy nhiên có thể ở trong nội thành thành phố thì em ship trực tiếp tới đó rồi em mới nhận tiền cả nhà. Đấy rồi, em loa này thì nó có hai màu, tuy nhiên khách lấy là màu xám cả nhà, màu xám gần gần đen đen đó. Chứ em loa này thì nó có màu vàng đồng, em lấy để em ví dụ cho cả nhà thôi, chứ thật sự là khách lấy màu xám. Đấy rồi, bây giờ em sẽ đóng em loa này và gửi trực tiếp cho khách nha. Em lái xe nữa cả nhà, chuẩn bị đi qua quận 2 cho anh khách thôi. Rồi, anh khách này thì ở quận 2 và anh đặt một con Nanomax này nha cả nhà. Giờ thì em lên đường thôi. Đấy. Ở dưới trong mua dưới mấy hồi. Dạ. Không lẽ đây thì chở về tới Biên Hòa chi vậy. Rồi, mình đã giao hàng cho khách rồi nha cả nhà. Đây là em loa K180. Đấy. Khách thì đang đứng ở trên đường chuẩn bị đi về quê luôn. Đấy, khách không có test nha cả nhà. Khách không có test gì hết. Nói chung giao để anh đưa lên xe anh về thôi. Đây, xe anh đây. Đó, bây giờ anh đưa tiền cho mình nè. 5 triệu 7 thôi. Giờ anh đếm gì? Dạ, bây giờ em đếm tiền cả nhà. Giờ chứ không còn thời gian để quay luôn. Đang test loa Tâm Việt nè. Nghe trái tim rung lên bồi hồi. Là ok nha.